Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa có công văn về giá cơ sở ngày 4 tháng 1. Theo đó, giá xăng RON 92 và xăng E5 sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, dầu diesel 0,05S sẽ tăng 324 đồng trên 1 lít, dầu hỏa tăng 310.000 đồng trên 1 lít và dầu mazut 3,5S tăng 493.000 đồng trên 1 lít. Mức giá mới áp dụng đối với 16 giờ phút như sau. Mặt hàng xăng RON 92 sẽ có mức trần là 17.590.000 đồng trên 1 lít, xăng E5 cao nhất là 17.322 đồng trên 1 lít. Dầu diesel 0,05S có mức trần 13,753 đồng trên 1 lít, dầu hỏa cao nhất là 12,253.000 đồng trên 1 lít và dầu mazut 3,5S có mức trần là 11,127.000 đồng trên 1 lít. Liên quan đến quỹ bình ổn, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp giảm mức trích lập đối với xăng khoáng và xăng E5 về 0 đồng, giữ nguyên mức trích đối lập với các mặt hàng dầu như kỳ công bố ngày 20 tháng 12 năm 2016. Trong khi đó, mức chi quỹ bình ổn đối với xăng dầu khoáng sản từ 600 đồng trên 1 lít xuống 229 đồng trên 1 lít, xăng E5 từ 600 đồng trên 1 lít xuống 567.000 đồng trên 1 lít. Dầu mazut mức chi mới là 500 đồng trên 1 lít, trong khi giữ nguyên đối với dầu diesel là 250.000 đồng trên 1 lít. Dầu hỏa là 450.000 đồng trên 1 lít, trong kỳ điều chỉnh gần nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2016, sau khi thực hiện trích lập và sử dụng quỹ bình ổn. Mặt hàng xăng RON 92 tăng 919.000 đồng trên 1 lít, xăng E5 tăng thêm 800 đồng trên 1 lít, dầu diesel 0,05S tăng là 761 đồng trên 1 lít, trong khi dầu hỏa tăng 734 đồng trên 1 lít và dầu mazut 3,5S tăng 672.000 đồng trên 1 lít.